chơi gì? Rắn, rắn đầu luôn. Đúng rồi, cái tay. Anh mắt thất thân. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngay trước mặt mình đây hiện nay đang có tổng cộng là 12 loại mì ly Hàn Quốc nha mọi người. Có những cái nhãn hàng mà mình thấy rằng khá là quen thuộc như là Jin này, với cả là hình như có cả mì siêu cay, thì ngay bây giờ trong video ngày hôm nay mình sẽ ăn thử cả 12 loại mì này và review chi tiết cho mọi người được biết nha. Vào việc. Trước khi bước vào video ngày hôm nay, mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là một video không hề có booking PR từ bất cứ nhãn hàng nào cả. Tất cả những cái đánh giá trong video ngày hôm nay của mình đến từ vai trò là một người dùng nha. Và không những là mình mua những cái sản phẩm này mà ở phía bên ngoài còn có rất nhiều những cái sản phẩm giống như thế này để team mình cùng thử nha. Đánh giá đến từ cương vị vai trò là khách hàng tự bỏ tiền ra mua sản phẩm, nên mọi người hoàn toàn yên tâm xem để tham khảo, bởi vì khẩu vị của mỗi người là khác nhau. Yo. Đầu tiên sẽ là mì Jin không cay nha mọi người. Cái loại mì này thì mình thấy rằng rất là quen thuộc. Có ai đã ăn mì này chưa? Ly đã ăn mì này rồi. Mì Jin này mình thấy rằng rất là nổi tiếng nha. Khi mình đi sang Hàn cũng thấy mì này được bày bán ở siêu thị rất là nhiều. Nhưng mà cái mì này hình như ở Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam đúng không? Đúng rồi, sản xuất tại Bắc Ninh, Việt Nam. Nhưng mà Jin này là của Hàn Quốc nha mọi người. Thương hiệu này là của Hàn Quốc. Yo. Và team mình ở đây đã chuẩn bị thêm, đó chính là kim chi củ cải này, kim chi thường với cả là bò viên chiên nha mọi người ơi. Thì để ăn kèm cho đỡ ngấy, bởi vì có đến mười mấy loại mà. Nhưng mà hôm nay ở đây cũng có khoảng tầm chục người nha. À, trong cái hộp này thì sẽ chỉ có cái đinh ba này, gọi cái gì? Dĩa. Dĩa. Cái dĩa, ừ, cái dĩa nhựa nha. Đinh ba. Trong này nó sẽ chỉ có cái dĩa nhựa nha, nhưng mà team mình đã mua thêm cái đũa gỗ để ăn cho nó tiện nhỉ. Còn ăn cái dĩa kia này nó không ấy lắm, nó không không tiện lắm. Yo. Oh, cái mì Jin này ngon mọi người ơi. Cái mì Jin này ngon nha. Củ cải ngon. Ăn giòn chúc luôn. Cái phần nước dùng của nó có một ít giống như cái vị trong biển ấy. Ít thôi, một tí thôi. Ngoài bên cạnh đó là nó cân bằng cái vị rất là hợp lý nha. Không biết là nó xem nào. Dầu cọ, iốt, chiết xuất nấm men. Nó giống như là cái nước hầm bò ấy, mọi người có thấy thế không? Đúng rồi, chính xác đó. Chính xác, nó là cái nước hầm bò luôn. Cái vị của nó là vị nước hầm bò nha. Không cay quá. Vẫn có cay nhưng mà ít lắm. Với cả mặn là vừa phải. Bên cạnh đó là ăn kèm cùng với kim chi với cả củ cải muối là cực kỳ ngon nha. Có cả nấm này, đúng luôn, có rong biển. Đấy lý do vì sao mà ăn nghe vị rong biển. Mì hầu đưa mì của chính được rong biển. Dĩn không cay. Ơ, mới 6.000 nó chèo mấy 7.000. Ui, thế thì phải 9. Chắc chắn không chi. Phải 9. Phải 9. Rồi, next đi. Tiếp theo đó sẽ là Jin mì tôm chanh. Ui dồi, cái này chắc là bán cho thị trường Việt Nam ấy chứ đúng không? Việt Nam mình rất nổi tiếng mì tôm chanh nha. Mì Jin này. Ui dồi, đúng là mì Việt Nam nha. Có một gói dầu ấy mọi người ơi. Đó, một gói súp gia vị và gói hỗn hợp rau củ sấy khô. Nào thử nha. Trong cái hộp mì tôm chanh này mình thấy rằng có những cái hạt kiểu màu cam cam. Nó cũng là hạt bột. Cái vị của nó đúng cái vị mì tôm chanh Việt Nam ấy rồi mà hơi mặn nha. Cho thêm nước. Nào thử nha. Mời mọi người. Mì tôm chanh của Jin nha. Cái sợi mì của nhà Jin này rất là dai. Thật sự luôn, không bị bở nha. Để 4 phút rồi vẫn không bị bở. Là cái nhất, cái thứ hai là cái này nó có một cái mùi tinh dầu chanh khá là nồng đấy. Đấy, bạn nào mà thích kiểu mì tôm chanh truyền thống thì có thể thử. Nhưng mà ăn thì khá là hơi mặn một tí, cho nên mình nghĩ rằng là bỏ ngang cái bức nước này vẫn là hơi mặn. Cho nên cho nhiều nước thêm một tí. Cái nước của cái mì tôm này ấy, thì nó kiểu chua. Và bên cạnh đó là có cái mùi tinh dầu chanh khá là nồng. Đấy, bạn nào mà thích kiểu mì tôm chanh cái này là bỏ ít bò khô vào là ăn ngon này. Thật sự thật luôn là bỏ ít bò khô vào là ăn ngon nha. Nhưng mà để nó đặc biệt thì cũng không quá đặc biệt với mức giá là 11.000. 7 điểm. Ăn được, nhưng mà không phải là quá đặc biệt. Hiện nay trên thị trường có nhiều cái loại mì tôm chanh cũng vậy vậy mà rẻ hơn.
Ta có thêm đi trong chén truyền thống. Tiếp theo đó sẽ là mì kim chi ramen của hãng Yongga mọi người ơi. Yongga nha. Nào, nhìn cái bao bì thì mình thấy khá là đẹp ấy, mà cái vị kim chi ramen là cái vị mà mình rất là thích. Ui, đằng trong nó có một cái gói gì siêu to luôn, real kim chi. Wow. Real kim chi luôn nha. Xịt đấy. Thử nào. Ramen kim chi. Úi dồi ôi, cái màu là nó đỏ chích chạch luôn. Cay à? Các bạn ở ngoài đang thử trước. Ui chú cha, cay nha. Cay đấy. Cái nước nó đỏ ngầu luôn này. Mà cái vị của nó thì đơn giản là một cái vị kim chi thôi, chứ không có cái gì đặc biệt. Nó không hề có vị thơm bò, thơm gà hay gì cả. Nó chỉ là cái nước kim chi của hơi chua chua và cực kỳ cay. À không phải cực kỳ cay mà hơi cay. Cực kỳ cay là phải cỡ mì cay ấy. $35.000 đắt nhỉ? Đắt mà cái vị nó lại cực kỳ bình thường nhá. Cái này chắc phải bỏ thêm kiểu xúc xích với gì các thứ cho nó thơm. Còn nếu ăn không thì cái vị của nó không quá đặc biệt. 6. Đắt quá. Mì xin, mì này mình đã từng ăn rồi. Nhưng mà ăn dạng gói ở ngoài Hà Nội, mì xin này mình đã từng ăn rồi. Nào. Nó mì xin này nó cũng nổi tiếng như là cái mì zin ấy. Các bạn trong team sẽ ăn thử cùng mình xem cái cảm nhận nó có khác nhau hay không. Vẫn ngon như này nào. Mà hơi cay không? Cái mì xin này ngon lắm. Đúng rồi, mọi người biết lý do vì sao nó ngon không? Nó giống như cái mì zin đầu tiên ấy, cái nước dùng của nó là nước dùng bò. Nước hầm bò, vị bò, cho nên ăn cực kỳ dễ ăn luôn là cái nhất. Cái thứ hai nữa là gần 28.000 chị ạ. 28.000 trộn. Nhưng mà hộp zin đầu tiên là mấy tiền? 18.000 19. Cái này sao đắt dữ vậy ta? Made in Korea. Cái kia nó sản xuất tại Việt Nam thì giá thành nó chả kể cả. Đúng rồi, nó là hàng nhập thì nó phải đắt hơn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái vị là gần như tương đương nhau, mà thậm chí là cái mì xin này nó còn đậm đà hơn cơ. Cái mì xin này ngon nha. Nó là một cái vị kiểu nước dùng bò. Và bên cạnh đó là có cay không? Em mọi người thấy cay không? Có, ăn xong mình thấy cay một tí. Hơi một tí cay trên đầu lưỡi, không quá cay. Cái mì này ở ngoài Hà Nội rất là nổi tiếng nha. Đợt mà dịch Covid ấy, là mình hay mua về nhà để ăn, bây giờ cảm thấy vẫn ngon như vậy luôn. Ăn cùng với cả kim chi bá cháy bọ chét luôn. 28.000. Nhưng mà 28.000 thì không thể chín được. Bắt thử. Nhưng mà nó là hàng nhập khẩu em ơi. Hàng nhập khẩu phải chịu thuế má các thứ đắt mà. 8 điểm. Xin lỗi hãng là bởi vì không thể nào chấm điểm cao. Bởi vì đối với bọn mình giá như thế là hơi cao. Nên mình nói dựa trên quan điểm của mình thôi. Còn ngon là đúng là ngon đấy. Đấy. Ngon này. Raboki của Koreno. Ui, hãng này thì siêu nổi tiếng. Ngày xưa mình toàn mua cái mì của hãng này về nhà nấu. Nhưng mà cái mì ngày xưa của hãng này là mì nấu, không phải là mì pha nước nóng đâu mọi người ơi. Không biết bây giờ có gì thay đổi không. À, cái mì này là mì pha đây này. Chế nước sôi thôi, đậy nắp trong vòng 4 phút là ăn được luôn nha. Raboki là mì kết hợp cùng với cả tteokbokki. Đó, trên cái hình ảnh sản phẩm là mình thấy có cả tteokbokki đấy. Không biết có gì đặc biệt hay không. Yo, ôi dồi ôi, mì Raboki này là mì trộn nha. May là bọn mình mua mấy cốc hay mọi người ơi. Còn có một cốc hay không là cách chế biến đầu tiên là sai nha. Trộn lại nào. Sai lầm thế chứ nị. Yo, hành trước này cuối cùng mới cho sốt sau để đảo. Nào cho nước cho chị đi. Mì Raboki nãy làm sai, bây giờ làm lại nha mọi người ơi. Đây. Cái vị nó cũng thơm thơm đấy. Đừng bảnh đi ạ. Chị làm cái chỗ này lại rồi. Cái mì Raboki này nó có cái vị thơm thơm như của vị bánh, nhưng mà nó đậm cực kỳ, ăn nó đậm cực kỳ luôn mọi người. Ngon nha. Cái này bao tiền? Bao bảy. Cái gì? Cái cái. Ê, cái mì Raboki này ngon đấy. Mì trộn khô. Em không thích. Em không thích. Em thích. Chắc chỉ thích thôi. Chắc chỉ thích thôi. Em không thích gì ạ. Mỗi mình thích. Ngon nha, ngon nha. Cô đơn để đầm đầm. Ngon mà. Ngon mà. Cái vị của nó y như cái vị sốt tteokbokki mà cho mì vào. Lên ăn. Mày tin nó. Cô đơn chính ngôi nhà của mình. Mọi người chấm 7 hay mình chấm 8 đấy tùy. Tiếp theo đó sẽ là mì jin rong biển 100% sử dụng rong biển Hàn Quốc nha. Đó. Loại này thì mình thấy rằng là Ly công ty mình đã ăn rồi và nói rằng là rất là ngon, đúng không? Còn lại các bạn công ty mình là chưa ai thử hết. Nào thử nha. Cũng là 4 phút đổ đến vạch, 4 phút với nước sôi. Vô.
thử xem nào. Trong này thì mình thấy rằng là có khá nhiều rong biển đấy. Mời mọi người nha. Cái nước thì mình thấy màu đỏ đỏ ấy. Cái sợi mì của nhà Jin này ăn kiểu nó không bị bở quá nha. Vẫn có một cái độ dai. Cái mì này là nó không quá cay. Nó không cay luôn nhé, không phải là không quá cay đâu. Mà cái vị đơn giản của nó sẽ là một cái vị rong biển kiểu hơi tanh tanh. Mà ăn nhạt nha. Cái này Ly thích nhưng mà mình thấy bình thường. Ăn cái mì kia đã đập đà, bây giờ ăn cái mì này cảm giác nó hơi nhạt. Nhưng mà vẫn có tầm vị rong biển là mình thích. Đấy, thì ai thích cái vị rong biển thì ăn, nhưng mà vị hải sản đi em này. Người ta nghĩ là vị hải sản đấy, nhưng mà không có vị hải sản quá nhiều, chủ yếu là vị rong biển, nên 80% là vị rong biển mà ăn nhạt. Đây là phần mình rất mong chờ này, Jin Cha Trang Miên nha mọi người, Cha Trang, Jin Cha Trang của Ottogi. Mì này thì chắc chắn là mì trộn này, 100% là mì trộn này, không thể nào là mì nước được. Cái mì Cha Trang này là nó là cái sợi kiểu bẹp bẹp ý. Nhìn hay lắm, nó không phải sợi tròn. Rồi. Trong cái này nó có đậu Hà Lan, rau cải với cả là có cái phần nước sốt màu đen, nó thử nha. Úi dồi ôi, hấp dẫn như thế này cơ mà. Yo. Let's go. Ngon nha mấy má. Được không? Jin Cha Trang, úi dồi ngon thế. Mấy tiền ngân? Mấy tặng đảm đi. Được rồi, 9 điểm. Không, cái vị này ngon thế. 9 điểm suy đảm. Không, mà cái vị nó vừa, thường thường mì tương đen ăn là bị ngọt quá, nhưng cái này mặn ngọt là vừa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi ăn cảm giác nó không bị ngọt quá nha, không ngấy. Ngon nha mấy má. Còn đây. Cái gì ăn mình đưa được. Thật chứ. Một đứa gì. Đứa con nắm ra cho tôi. Cho một miếng nữa thôi, cho một miếng nữa thôi. Một miếng mất. Thật sự một miếng kia. 9 điểm, 9 điểm. Super spicy đi. Phương Anh lại đây. Super spicy thế này. Thét ra lửa luôn, chiều nay ôm nhà vệ sinh luôn này. Đấy, cái đơ cãi hơn đánh đi. Super spicy lại đây Phương Anh ơi. Đi lấy cho đi luôn. Phương Anh tim mình là rất sợ ăn cay nha mọi người. Cho nên là phải cho ăn thử một phát xem như nào. Một đũa là bay lên nóc nhà luôn này. Có nấm, ui có nấm này. Có nấm nha, và có một cái gói sốt. Mọi người cứ không dám ăn cái mì này thì anh Phước với cả Ly là giơ tay ăn cùng với mình rồi. Super spicy của Nong Chim có giá là 22.000 cho một cái cốc bé tí như này nha mọi người. Trọng lượng được 68g. Ôi nhưng mà 68g là cũng nhiều đấy. Mì gói của tao là 75 mà. Nha. Mì gói của tao là 75g. Rồi vô nha, thử nha. Anh nói. Không cay lắm. Nước mới cay đó, ôi được cậu bằng môn. Không cay lắm. Không cay đấy. Cay nha, mấy má. Có cay. Có cay. Không phải là đến mức như mì cay, nhưng mà nó có cay nha. Có cay đấy. Nụ cười thật đắng. Nụ cười đã tắt rồi. Không ăn mỗi mì không thì không sao, húp cái nước ý. Nhưng mà ăn hơi cảm giác hơi nhạt một tí. Cái vị ăn nó super spicy và bình thường nhỉ. Giống cái quả mi cái cánh này, giống quả kim chi ramen nữa. Giống cái vị giống kim chi ramen. Giống thất bại à? Không, cái vị nó không có gì đặc biệt. Chính cái super spicy rồi à, có đi tả rồi. Uống nước đi, uống nước đi. Nhưng mà cái vị của nó rất là bình thường, nó giống như một cái loại mì bình thường, hơi cay cay tí thôi chứ không có gì đặc biệt cả. Tiếp theo đó sẽ là mì kim chi Nong Chim Shin, xem nào. Mì này cũng của Hàn, sản xuất tại Hàn luôn. Cái mì này thì cái nước của nó lại màu nâu nâu chứ không phải là quá đỏ nha. Nó có tên gọi là mì kim chi, giá cũng khoảng tầm 20.000 của Nong Chim nha. Từ nào. Có mùi thảo mộc. Có mùi thảo mộc. Sợi mì này nhỏ hơn chị ạ. Ừ, sợi mì nhỏ hơn, không dai bằng. Là bên cạnh đó là nó có cái vị như là cái vị thảo mộc ấy, nó không giống vị kim chi. Cái vị nó ăn kiểu nganh ngái kiểu gì nhỉ? Kiểu gọi là mì kim chi nhưng không hề có cái vị kim chi quá nhiều, mà nó có cái vị thảo mộc kiểu ăn kiểu nganh ngái, hay là do cái gói bột súp bên mình nó hạn sử dụng sao mà.
30 tháng 11 năm 2023 mà chưa hết hạn. Nhưng mà cái vị nó sao sao ấy, hơi chua chua, chủ yếu là vị ngọt, không thấy vị kim chi, mà nó có cái vị thảo mộc. Bỏ qua, 6 điểm, mà lại còn đắt được, 20.000. Tiếp, nỗi kinh hoàng của cuộc đời đến đây rồi mọi người ơi. Mì cay, hot chicken, flavor ramen. Thôi mì, cái này nó là một cái loại mì cay Samyang mà mọi người có biết. Cái kiểu mì cay siêu nổi tiếng ngày xưa mà cứ thử thách nhau ăn mấy gói ấy. Nó chính xác là cái này nhưng bây giờ nó ra nhiều vị hơn, có vị phô mai các thứ. Còn cái loại mà mình đang có trên tay là màu hồng, nhưng mà mì này mình thấy rằng đắt lắm. Trong này hình như có một gói phô mai hay sao ấy này. Em đảo cho đều, em đảo cái phân ợt nửa chuồng cho anh Phước ấy. Ta chấp quân để bỏ thêm tiếng ợt không? Đang thách đấu ăn mì cay mọi người. Em biết thế em đứng tay đúng rồi. Ly nó biết cho cái gói ớt cay của Thùy Linh à. Không còn một cái gì. Mì cay màu hồng nha, thử nha. Ngon rồi. Ngon đi. Ngon mà. Cái vị hôm mai cực ngon luôn. Nè, đúng đấy à. Cái thất bại thật rồi. Bán lấy được thăm hoa. Cay không? Cay không? Để làm sao nữa. Mì chặt sốc. Ui cay cay nha, cay nha. Cay. Lùng bùng lỗ tai nha mấy má. Tí phô mai thơm. Mập cho anh con được. Cái ngon hả? Kéo ấy. Mà đắt gì ạ? À? Cái à? Mấy tiền? 29 gần 29.000 nổi chi. Đắt 28 đi. Mua gói có rẻ hơn không? Không mua gói mà đắt, nhưng mà khổ lương tiền nhiều hơn. Chứ thật là cái ăn rồi thơm luôn á. Không em ơi, cái vị phô mai của nó cực kỳ thơm. Và bên nó là mặn cũng vừa phải, ít vị ngọt, ăn ngon mà. Nhưng mà cay. Cay. Ừ. Giờ mà chỉ đi đòi ký thì em gì. Ăn cay. Cái hồng này ít cay. Cái vàng này mà cay này. Để đi này, cái này cay này. Không mà cay 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 em ạ, cay đấy. Không có sợ đi đâu ơi, thật sự. Thật ra không kêu. Đi mẹ, đi mẹ. Mì hồng này phải được mà đắt quá, 8 điểm. Đắt quá. Mình mì cái đọc như thế nào nhỉ? Jeju. 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 Thôi thì đây tên nó đây. Thì nó tên của nó là Yohun cay mì ramen spicy đấy, cái đảo cay Otogi nha, của Otogi nha. Giá này bao nhiêu đấy, giá cái này bao nhiêu? Rẻ nhờ, rẻ. Những cái mì mà sản xuất tại Việt Nam mà giá thành rẻ hơn này. Thế mì này nó đỏ lắm mọi người, chết rồi. Từ nãy giờ cái mì này là đỏ nhất đấy này, nó đỏ lắm luôn đi này. Yo thử nha, nhìn đỏ này sợ quá. Ngon. Thấy mì này ngon. Ôi nhưng mà cay em ạ. Cay. Cay nha. Cay thì sẽ một hộp nước dừa đưa cay. Không nhưng mà cái mì này ngon. Đậm đà cực kỳ luôn. Nó có cái vị nước hầm bò với cả nấm. Ngon nha. Ngon thật. Ngon thật sự luôn. Cái này mấy tiền? 17. Yeun cay nha mọi người ơi, không biết đọc có đúng hay không. 17.000 thì cũng rẻ, không phải quá đắt mà. Cái trọng lượng, đọc trọng lượng xem nào. Em 105g, nhiều. 105g là nhiều nha mọi người. Dành cho những bạn nào mà hợp ăn cay, nhưng mà cái vị của nó thì cực kỳ đậm đà. Mình khẳng định luôn là ăn ngon nha, 8.5. Cái nào không cay. Đang đo mà ăn cái mì Yohun này cũng thấy ngon này này. Cuối cùng, round 2 thách đấu mì cay Samyang màu vàng nha mọi người ơi. Đây là mì gà, có vị phô mai. Trời ơi, rắn đỏ luôn. Đúng rồi, cất anh mắt thất thân. Nhìn cái này đã thấy cay rồi mọi người ơi. Cái mì vàng này mình đã từng ăn rồi, cay cực kỳ cay luôn. Đây này. Nhưng mà nó thơm thật, thử nha. Ôi, phô mai thơm em. Mình phải thay áo vì áo lúc nãy là bị té hết lên rồi. Răng còn dính rau, mọi người thông cảm. Thử đây. Này, cứu đây. Nào, thử nha. Nó té phát lên mặt mà rát hết cả mặt, cả môi luôn. Cái này cay lắm em ạ. Cái mì hồng là đỡ cay nhất bởi vì nó có cái sốt kiểu phô mai với kem. Cái này cay phải ngang cái mì màu đen ấy. Đây. Nhìn cái màu. Nước. Cho chị đá. Em ăn, mình cái to chứ liền. Chị ném em.
Ăn miếng tô vào. Nào cái. Ăn nhiều vào, ăn tí cay cay nữa. Nút luôn, nút hết luôn. Nút hết luôn. Cay rồi. Ăn hết luôn. Nút được. Cay không? Thương bẻ đừng ăn, thương bẻ. Cái độ cay của cái mì này nó không phải cay kiểu cay ớt cay mà nó kiểu cay kiểu cay khác lắm. Ớt cay nó cay kiểu khác. Cái này thôi phù hợp đối với những bạn nào mà thích ăn cay. Khi mà cho ít cái gói sốt vào thì đâm nó cái mì nó lại hơi nhạt. Cái này thôi ai thích ăn đồ cay thì ăn, nhưng mà mình vẫn thấy ngon, mà cay quá không chấm điểm nha, tùy gu mỗi người. Nếu để đánh giá giữa hai cái loại mì cay màu hồng với cả màu vàng thì mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình và team mình thôi nha, hầu hết các bạn nữ đều thích màu hồng hơn, ít cay hơn, đấy cả có cái vị kiểu phô mai thơm béo. Còn cái này đơn giản nó là cái vị phô mai với cả vị cay rất là nhiều nha, mà mặn nữa. Thì tùy gu mỗi người thích cái vị hồng hơn nha mọi người, mà vẫn đắt, 28.000 cho một cốc như này khá là đắt đấy. Vậy là mình đã review xong 12 loại mì ly, mì cốc Hàn Quốc nha mọi người. Trong cả 12 cái loại mì này thì tất cả những cái loại nào mà chấm từ 8 điểm trở lên là đều ăn gọi là rất là được nha, ngon. Nhưng mà dưới 8 điểm thì nói chung là nó cũng tùy khẩu vị từng người. Vì như mình đã nói rằng là có những cái món bọn mình thấy rất là ngon nhưng mọi người lại thấy bình thường, có những cái món bọn mình thấy bình thường nhưng mọi người lại nói rất là ngon, thì nó vẫn là tùy quan điểm mỗi người. Và mình mong muốn rằng là sẽ có cơ hội trải nghiệm thật là nhiều những loại mì hơn nữa. Nếu như mọi người muốn mình làm về chủ đề gì thì đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.